Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cây đèn Ecolea E600. Đó. Cây này thì mặt rất là đẹp. Top solid nha mọi người. Vân gỗ rất là dài nha mọi người. Lưng hông gỗ cẩm ấn nha mọi người. Đó. Có chỉ lưng luôn nha mọi người, rất là đẹp. Đấy. Cần cây này thẳng tắp luôn nha mọi người. Cái cần này chủ chủ trước nó kẹp cáp bô mọi người, xong rồi nó bị lõm xuống á. Em đã xử lý mịn đẹp, không có kiểu dạng như là mình bấm rất là trơn tru, không có bị khượng tay nha mọi người. Đó. Đó. Bộ khóa vàng nha mọi người, rất là đẹp. Bộ khóa vàng rất sáng, đẹp. Vặn rất là êm tay nha mọi người. Cái này em bán giá 5 triệu, em tặng bao giờ? Em bảo hành 3 năm nha mọi người. Ecolea E600. Rất là đẹp. Lỗi xíu, em bán 5 triệu. Đèn đẹp mà không lỗi tầm 12 triệu nha mọi người. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành.